Hẳn là bạn đã quá quen thuộc với nhiều sinh vật có hình thù độc đáo đang tồn tại trên hành tinh này. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi độ kỳ dị của chúng sẽ như thế nào nếu quay ngược về thời tiền sử? Ngay sau đây, hãy cùng Độc Đáo TV trả lời cho những thắc mắc đó của bạn. Tất nhiên, tất cả chúng đều không còn được tìm thấy ở thời điểm hiện tại nữa, ngoại trừ hình dạng hóa thạch của chúng. 1. Deinocheirus. Các phân tích cho thấy Deinocheirus là thành viên lớn nhất của nhóm Ornithomimosaurus, nhóm khủng long có vẻ ngoài tương đồng với loài đà điểu hiện đại. Tuy nhiên, loài vật này lại có nhiều đặc điểm độc đáo chưa từng thấy trong các loài khác thuộc nhóm Ornithomimosaurus, chẳng hạn như phần mõm dài không có răng và một cái bướu to ở trên lưng. Chúng có chiều dài ước tính khoảng 11 mét, đứng cao trên 5 mét và có cân nặng khoảng 7 tấn. 2. Deinotherium. Loài Deinotherium có hình dáng giống voi ngày nay nhưng to lớn hơn và đặc biệt cặp ngà mọc ở cằm được chúng sử dụng trong việc đào đất để lấy rễ cây và củ quả. Ngoài ra, Deinotherium cũng có một chiếc vòi tương đối ngắn so với những loài voi khác, với chiều cao từ 12 đến 15 feet, tương đương với 3,6 đến 4,6 mét. Loài động vật này được xem là một trong những loài thú có vú to lớn nhất từng sống trên cạn. 3. Mitosaurus. Loài thằn lằn bay này là loài duy nhất không có vuốt ở gần cánh. Bù lại, nó gây ấn tượng với một chiếc mào khổng lồ trông như sừng, lớn hơn cả mào của những loài thằn lằn bay khác. Nhiều người cho rằng chiếc mào này chính là một lớp mô mỏng như vải nằm giữa các miếng sừng, đóng vai trò như cánh buồm giúp tăng khả năng bay của chúng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại phát hiện nó thực sự làm suy yếu khả năng bay. Do vậy, chiếc mào chỉ đơn giản là một cái sừng quái dị mà thôi. 4. Pterodactyl. Loài thằn lằn bay Pterodactyl sở hữu bộ răng kỳ lạ giống như tấm sừng dưới hàm của một loài cá voi. Bộ răng này được chúng dùng để ăn những sinh vật biển nhỏ, cũng tương tự như cách loài hồng hạc ăn tôm biển. Có lẽ do hồng hạc có được màu hồng nhạt từ thức ăn nên cũng dễ hiểu tại sao Pterodactyl cũng có màu như vậy. 5. Stegacanthus. Mặc dù có ngoại hình khá tương đồng so với loài cá mập hiện đại, nhưng Stegacanthus vẫn gây khiếp sợ với các vây lưng kỳ dị cùng những cụm gai nhỏ mọc trên đó và mọc cả trên đầu của chúng. Có lẽ những chiếc vây này có thể đã được sử dụng để ve vãn bạn tình hoặc để phòng thủ. 6. Therizinosauridae. Đây là một chủng loài kỳ lạ bí ẩn thuộc nhóm khủng long chân thú. Chúng nổi bật với chiếc cổ dài và bộ móng vuốt lớn có thể đạt tới 1 mét ở nhiều cá thể. Tuy nhiên, không giống như những loài khủng long chân thú khác, chúng là động vật ăn cỏ, một số còn có thể có thêm bộ cánh. 7. Epicyptera. Đây là một thành viên thuộc nhóm khủng long Scansoriopteridae, không có cánh mà lại có tới 4 chiếc lông đuôi. Những chiếc lông này dường như được chúng sử dụng để phô trương bản thân. Epicyptera là một trong những loài khủng long nhỏ nhất vì con trưởng thành chỉ có thể đạt tới chiều cao khoảng 10 inch, khoảng 25 cm không tính lông đuôi, tức bằng kích thước của chim bồ câu ngày nay. 8. Thanistropheus. Loài lưỡng cư sống vào kỷ Triad có chiều dài khoảng 20 feet, tức khoảng 6 mét và có chiếc cổ dài tới 10 foot, tức khoảng 3 mét. Nhiều bằng chứng đã khẳng định đây là loài bò sát ăn cá bởi hóa thạch của chúng được phát hiện chủ yếu ở khu vực có nước hoặc gần bờ biển. Chúng thường dùng chiếc cổ dài đặc biệt này để bắt sống những con cá. Vừa rồi, các bạn đã cùng Độc Đáo TV cùng điểm qua một số loài sinh vật có hình thù kỳ dị đã từng tồn tại ở thời tiền sử. Nếu yêu thích, hãy bấm like hoặc subscribe cho kênh để được theo dõi những video thú vị khác được phát hành hàng tuần nhé!